chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 86 88 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Đâm một chó rồi xuống gì? Nữa hả? Đấy gọi là ngu thì chết mày tật gì? Tao này vả mày, mày tin tao mày vả mày vả một phát không? Chả thế. Thế anh mà đi bên chỗ đâm gì phải ngã cho cái tay? Chó đâm một chó. Trời đâm đường vào chó. Thế mày đi thì chẳng sao? muốn khỏe mạnh, chẳng muốn thích làm idol giới trẻ lúc đầu. Phát bây giờ mày tin một phát không hả? Đánh đi, đánh đi, đánh hộp đây. Mày đi đâu ấy? Mày quê nhá. Mày đi đâu ấy? Chơi không gì đâu xin à? Tao đập cho phát, tao đang đau đây nhá. Đâu mày đây? Đùa mày... lên đang định chụp anh đi bắn chim. Bắn cái gì? Đây, mày có bắn không? Mày chơi mà bắn đi. Mày đi đâu ấy? Chủ. Mày đi kiếm sao cái gì ăn đấy? Anh bị gãy chân à? Hay là đâu? Rượu, dưới rượu xương, trên này gặp khúc. Vui không? Vui. Sướng nhờ. Vội quá. Đi vào nhà. Tao trồng lề mãi mới ra, để mày đi đâu đấy? Đi lên đây. Trước mình có gì ăn không cho xin. Mày đi kiếm cho tao cái gì ăn đi, sáng từ sáng đói quá. Em đi lên đây. Lên đây bảo anh không có gì uống không? Ôi. Chân anh đi ra. Bảo em đi kiếm cái gì? Hả? Đi kiếm một cái gì ăn đi. Đi lấy tiền. Mày thì điêu vừa chơi, tao biết mày đầy gà chọi, mày thiếu thì tiền. Gà chọi là gà chọi, nhưng gà chọi là tiền à? Thì bán gì thì tiền. Hôm trước tao đưa mấy trăm đâu ấy? Mấy trăm gì? Mấy trăm nghìn. Cho mấy trăm nghìn rồi còn đâu? Tao phiền đấy. Mày thích không? Đây có mấy trăm gì? Như tiền thì nhiều như là kìa. Mày... cả cái làng thì bảo mày làm tiền nhá. Cứ lấy tiền đấy. Cứ đi mua cái gì đi này. Mày móc được tao một đồng, tao cho mày cả người đường. Thế cái nạn hay bán mày có tiền. Nạn chúng ta đi bằng cái gì? Thì anh kiểu gì chẳng có hai mạng. Hai cái nhưng đề phòng. Tôi đi tao mỏi lắm. Đi đi hộ ta thì đang định lên thằng xóm kiếm cơm nguội mà. Mày thế. Nhưng mà đây có tiền này. Thì về nhà mày làm gì ra tiền thì làm đi. Không thì đi chịu đi. Chịu nhé. Mày thích làm gì làm. Ôi ok, đợi em đấy. Chẳng mấy khi anh gãy tay. Em đi kiếm gì lại anh nhé. Thế kiếm gì ăn nữa. Sáng rồi nhà nó ai đi đâu nhưng hết. Nhưng mà tao vừa ngủ thì dậy chịu quá. Mày thích làm gì kiếm được cái đồ gì ăn thì kiếm. Ngại chết đi được. Ngại mày mà không biết ngại á? Anh nhìn thôi. Đẹp trai đến nơi mà đi chịu. Ngại, ngươi đi tạo. Thế thế. Đi đi. Ăn mày từ mày dìu tao vào trong đây. Đi mà gì, đi được ra đây. Đi gần, này. Cái này nó đau nách. Mà em lại gần anh lại em còn anh còn đánh em được. Cái này nó đau nách, con thôi đi đi, đi đi. Rồi em ăn. Rồi. Tao còn tính được thì cũng thôi. Cái xe này nó ra nó bị sợt bánh này. Xin nhá mà rồi, anh có tiền độ xe đi. Anh ra. Lúc mà anh khỏi chân anh phải cho em tiền độ xe. Đi đi, biến đi. Đi này, đói lắm này này.
mãi rồi. Thì hôm nay xin mời một tí, gọi là tí phân. Để mua một chút ăn cho mấy cả quê rổ ở nhà cho anh. Ui, chú tiền ở đây. Ta xin một ít thôi. Chết này. Chó ăn cái này.
50.000 thôi. 60.000. Thế cháu mua cả cái này rồi. Cái này 20.000 mà chỗ này 60.000 là 80.000. Mua về cho chó mà. Cho chó ăn là chó mẹ ăn sai. Không có cái này nó sẽ bỏng cái này. Cháu bỏng thế nào? Bà chẳng bán được cho ai không mẹ. Cái này tươi dưới giói này mà. Trong ngày gọi cháu ra mua cho chó thì chó cháu lúc ấy chơi thiêu không ăn nữa đâu. Đây tươi ngon đấy. Không. Tươi ngon lắm. Tí nữa là thiêu rồi, cháu không mua nữa đâu. Thiêu đâu mà thiêu. 50.000 thôi. 60.000. Mày mà cặp ghê quá đấy. Con mà đi mua hàng mà cả ghê quá. Nó bà để túi nhá. Đây, cháu mua luôn. Ok. Trời, cháu thiếu tiền à, đầy tiền. Ôi dồi, nắm thế, tiền to thế. Ai đầy cho tiền. Ai cho tiền to thế? Tiền cháu đầy. Mới nhặt được à? Vâng. Nhặt ở đâu đấy? Hay là tiền của bà rơi nhỉ? Không. Tiền của ai? Tiền 500 nhé. Trả lại cháu. Trả lại cháu nhỉ? Không biết. Trả lại 10.000 thì sao vậy? Không phải đâu. 500 nhiều lắm. Trả lại nhiều lắm. Trả lại bao nhiêu nhỉ? Chỗ này 20.000, chỗ này 60.000 là 80.000. Trả lại bao nhiêu? Trả lại 450. Ôi, sao lại khôn thế nhỉ? Trả lại 450. Trả lại 20.000, trả lại 460, 60.000 là 80.000. Trả lại 420. Trả lại 420. Phải không? Phải. Suy nghĩ lại đây nào. Tiền sách. Tiền sách đâu? Tiền sách làm sao? Sao không sách đi? Ôi sách của số điểm đấy. Ôi sách phải đâu. Đừng lấy cháu lôi ra vẫn còn nguyên nha. Ôi này sách mấy chỗ này? Không. Biết đâu bà đừng bịt cháu. Đây là sách đây bà bịt gì nè? Không biết thế thì cháu chẳng mua nữa. Đây là tiền nhật bà trả lại cháu đồng 500 lành đi. Tôi giảm 400 thôi nhé. Còn 20.000 trừ tiền sách đi. Đi đi mà khôn đấy. Bà cầm bà chỉ sách bà trừ của cháu. Đấy thế đâu. Mấy chỗ này nó mày cắt à? Hay là tiền này người ta vứt bỏ mày nhặt được? Ai dám vứt bỏ 500 rồi cho cháu nhặt ngay. Cái này nó chẳng vứt bỏ. Không. Bà thử vứt đồng 500 thì cháu nhặt luôn đấy. Tiền này đúng rồi, tiền nhặt được đây đúng rồi. Không rách phải này. Ai người ta thì vứt đồng to này. Tôi chỗ rách này tính là 20.000 còn tính giả 400 nhé được không? Cắt phế ra chơi. Ta ngân hàng đổi rồi mất công nhá. Đổi mất có 2.000 thôi. 2.000 rồi bà còn mất công đi mất buổi đi đấy, được không? Có 20.000 nhá. Trả 100. 100 đâu nhỉ bà Hảo, có cho 100 đâu nhỉ. Bà lại to đi. Rách có một tí. Dán vừa là được. Chẳng qua cháu quên dán rồi. Đây. Đấy đúng rồi. Thiêu à. Bà này ăn gian à. Thiêu một đồng một tí. Thiếu 2 đồng này nữa. Bà tưởng cháu không biết gì à. Bà thử mày xem là mày biết gì không. Trời. Đây. À không. Đây bao giờ lại? 5 đỏ rồi. 5 đỏ à? Cái bài hết rồi. À đây đỏ đây. Không. Cái bài giờ đỏ à? Thế thì cắt chỗ này. Cắt chỗ này mới đủ. Cắt này thưởng bà. Thế thì hai cái đồng mấy chục đấy mới cả. Cái đồng mấy cái đồng mấy nghìn đấy. Mấy cái đồng mấy nghìn à? Ừ. Thì có đồng mấy nghìn. Có. Rồi ok. Thế là bà được có 20.000 là được trừ mà về đấy 10.000 là còn có 10.000 để ra cái này mất công đổi lắm. Về cháu về đây, cháu về đây. Không 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 mất cái gì nữa. Không mất cái. Bye bye nha. Cháu về đây. Vâng. Về làm món gì đấy? Món cháu không biết. Giờ này món này không có gì cho chó nhiều sữa nhỉ. Cháu để chó ăn à? Hả? Chó ăn thì chúng ta không có cháo thôi. Ông cháo. Ông cháo mà. Nấu cháu nữa đâu, cháu không ăn được cùng. Rồi cháu đi về đấy, cháu tự nấu. Nấu đi nấu đi á mua cho của công ty
Thế tao ăn sống à? Anh đi mà nấu. Mày không mua cái gì chín sẵn đấy? Anh đi mà nấu. Tao nấu được à? Ôn đấy. Mày ngu thế? Thế này nấu được à? Nấu được gì? Đẩy lúc quẩy, quẩy, quẩy lúc ăn. Khôn. Đi nấu đi. Tao ngu thế. Nghe. Sau em mà chín gì đừng có khó khăn. Đấy. Nghe. Em nấu có gì nhỉ? Có gì mà ngon nhỉ? Vừa uống thuốc xong buồn ngủ quá, tí xong gọi tao nhá. Ok. Thì có gì đây nhỉ? Quán này như kiểu là kiểu tả vị thuốc bắc. À, thuốc bắc hay mình làm à? Mà đây là món chân dầu hầm thuốc bắc. Đấy. Rồi. Cái này người ta làm sạch mà không phải làm nữa. Người ta làm sạch rồi đi bán ấy. Ui, ba cái đầy đủ luôn. Sò. Ui, canh vung. Ăn cứ phải đầy nôi. Cho gói này vào. Ba gói luôn, ba gói ba cái. Hình như kiểu là có cả hạt đủ. Người ta khéo mấy cái người làm thuốc bắc này cũng đẹp. Lấy đủ không lấy thì lấy hạt. Hôm nào mình cũng chế thuốc bắc, cũng đi bán. Ối tiền. Cái củ này là củ gì? Cứng đấy. Còn một trứng vịt này làm gì nhỉ? Gõ tật vào. Tí nữa thì bị sọc vào đầu.
thì qua kia mình tốn bao công sức. Đi lên chơi game, bỏ đây đã. Gì khét thế? Ây da. Sao nó lại đây? Cái gì đấy? Kẹp thế! Ôi sổ ơi! Vào đây! Ôi, nó đứng đây này. Gì? Ôi. Khét chết rồi. Ôi. Cháy nhà rồi. Ôi. Cái gì đây? Cháy á, ui ôi. Cái gì đây? Này. Vào đây. Đây. Đi ra đây, nhanh. Dậy, nhanh. Đi đâu? Dậy, đi. Dậy, mày, mày ra đây. Đi, 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 ra đây. Mày, cái gì đây? Cái gì đây? Mày làm cái gì? Mày làm cái gì mà cháy kem hết cả nồi người ta thế này? Hả? Ôi, anh phá con chân nhỏ của em em à? Cái gì? Chân nhỏ cháy rồi. Mày nấu mà, mày nấu mà. Thế cái gì? Rời ạ. Nấu ăn nó tưởng nấu chưa ăn được bữa anh, ngon. Chưa được gãy. Tao tưởng được bữa ngon. Đây. Gãy nhỉ. Chị chơi không vậy à? Mình nấu ăn như thế này thì chân tao chắc cũng như... Ủa ơi! Chị lửa. Mày nhìn cái nồi thế này. Mày nhìn cái nồi trên đây. Chưa lại lửa làm gì? Mày biết cái nồi này bao tiền không? Chê được đổ vào đầu. Ủa, mình có cái gì vào đây? Trứng sao lại để thế này? Chị đổ vào cho nó bổ. Cái gì cơ? Ăn được không? Ăn được à? Cháy lùi lùi rồi lại ăn được nữa. Mày nấu kiểu gì á? Mày không cho nữa. Chị em nấu nữa anh chẳng đi vào trông. Tao trông thì tao ngủ đi. Chị em cũng ngủ. Nấu mày không cho nước à? Không cho nước à? Thế mà cháy thế này. Chết rồi, bây giờ mấy giờ rồi? Chưa, cái gì còn gì nữa mà mấy giờ? Thế thì nấu mấy tiếng nó chảy cháy. Thế mày làm cái gì mày nấu ăn thế này à? Tao tưởng hôm nay lừa được mày bữa rồi ạ. Phí mấy trăm nghìn của em. Dạ tiền đây. Tiền gì? Đi mua thức ăn được à? Tiền mới chả nòng. Ừ, và vẩn. Nó
đâu, mình chả hẳn đấy. Ăn đi. Từ sau đừng hỏng em nấu. Rồi. Lửa cái chân cái tay. Cái này. Cái này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamativi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhá. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamativi nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da nha mọi người nhá. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhá. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhá. Đó. 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 Sau khi mua về, mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình, sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa, đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamativi Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.